Kính chào quý vị và các bạn. Thứ bảy, thời tiết hầu khắp miền Bắc sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ và trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, thành phố Nam Định, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình trong khoảng 19 đến 23 độ C. Riêng Điện Biên có mức nhiệt cao nhất miền Bắc, 3 ngày tới sẽ khoảng 29 đến 31 độ C, trời có nắng vào ban ngày. Thời tiết ấm áp, cảm giác lạnh chỉ diễn ra về đêm và sáng khi nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 17 đến 18 độ C. Thời tiết ban ngày nhìn chung khá lý tưởng để du khách đến vùng cao Tây Bắc ngắm hoa ban đang nở rộ. Không chỉ thành phố Điện Biên Phủ, ở thị xã Mường Lai, bạn cũng có thể được chiêm ngưỡng hoa ban nở đẹp. Với khu vực miền Trung, trong khi nửa phía Bắc vừa mưa vừa lạnh, thì từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết cuối tuần nắng ráo. Tại thành phố Đà Nẵng thì 3 ngày từ thứ Bảy cho đến thứ Hai, ngày nào cũng có nắng với mức nhiệt cao nhất không vượt quá 26 độ C. Và đến Đà Nẵng thì bạn không thể bỏ qua bán đảo Sơn Trà. Đêm và sáng ở đây trời se lạnh, mức nhiệt khoảng 22 đến 23 độ C. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thì thứ Bảy trời nắng nhiều, nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa 31 đến 33 độ C, trời khá nóng. Khu vực Nam Bộ thì nóng hơn, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đồng Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vĩnh Long và Châu Đốc, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Và để trốn cái nóng dịp cuối tuần, quý vị có thể lựa chọn núi Bà Đen ở Tây Ninh, nằm ở độ cao gần 1.000 mét, thời tiết ở đây sẽ mát hơn dưới chân núi khoảng 5 độ C. Ban ngày, nhiệt độ ở đây sẽ không vượt quá 30 độ C. Đêm và sáng, trời còn se lạnh, mức nhiệt chỉ khoảng 21 đến 22 độ C. Dịp này, ngoài được chụp ảnh bên hoa tulip nở rộ, quý vị còn được tham dự nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.